Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện? Vô sanh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thể thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thể thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện,
vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này khánh hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này khánh hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này khánh hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này khánh hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Này khánh hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Này khánh hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Này khánh hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện.
Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát.
Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, và tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, làm phương tiện,
Vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện. Vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó, nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó, nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó, nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, thân giới và tánh của thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này khánh hỷ, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của thân giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này khánh nhỉ, ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này khánh hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của ý giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa.